Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của Vi. Thì hôm nay Vi sẽ chia sẻ với các bạn cách làm món đậu hũ non chiên xù nhé. Thì để làm được món đậu hũ non chiên xù này thì ở đây Vi có chuẩn bị 5 miếng đậu hũ non, một gói bột chiên xù nhé, hai quả trứng gà. Ở đây Vi sử dụng gà ta nha. Và cuối cùng đó là một bịch bột chiên giòn. Bột chiên giòn này Vi sử dụng bột tẩm khô nha, bột đã nêm gia vị sẵn. Rồi bây giờ các bạn bắt tay vào làm với Vi nha. Thì đầu tiên Vi sẽ bắt một nồi nước lên để mình luộc sơ cái đậu hũ đi. Nồi nước của mình đã sôi lăn tăn rồi, bây giờ mình sẽ cho đậu hũ vào mình luộc nha các bạn. Mình luộc đậu tầm 3 đến 5 phút là được rồi, để đậu bớt đi cái mùi chua và chín sơ đi nha các bạn. Đậu mình luộc đã được 5 phút rồi, bây giờ mình sẽ tắt bếp và vớt đậu ra để nguội nha các bạn. Đậu sau khi để nguội thì bây giờ mình sẽ cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn nha. Các bạn cắt thì nhớ cẩn thận nha, tại vì đậu của mình, đậu non á, rất là dễ vỡ. Rồi đây, phần đậu mình đã cắt xong rồi, bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị cái phần gia vị để mình chuẩn bị tẩm để chiên nha. Đầu tiên mình sẽ cho hai quả trứng gà vào chén và đánh cho tan đều ra nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ cho phần bột chiên xù ra luôn nha. Và cuối cùng mình cho phần bột chiên giòn tẩm khô ra tô luôn nha các bạn. Rồi tất cả các gia vị mình đã chuẩn bị xong, bây giờ mình sẽ bắt đầu lăn đậu nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ cho đậu vào bột chiên giòn, mình lăn cho thấm đều hai mặt. Tiếp theo đó mình sẽ cho vào trứng gà mình đã đánh tan đều. Và cuối cùng là mình cho vào phần bột chiên xù. Các bạn nhớ cho cái phần đậu nó tháo đều cái lớp bột chiên xù. Phần đậu mình đã tẩm bột xong rồi, bây giờ mình sẽ để sang một bên và chuẩn bị chảo dầu để chiên nha các bạn.
Mình sẽ cho dầu vào chảo, đợi cho dầu của mình nóng lên thì mình sẽ hạ bớt lửa và mình cho đậu vào chiên nha. Dầu của mình như thế này đã nóng rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu cho đậu vào chiên. Khi chiên thì các bạn nhớ để ở lửa vừa nhé. Các bạn đừng để lửa lớn quá thì miếng đậu của mình sẽ nhanh bị cháy mà bên trong thì nó không được ngon nha. Các bạn nhớ đảo đều hai mặt để miếng đậu của mình được vàng đều. Đậu mình chiên vàng như thế này là đã được rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ vớt ra và để ra rổ cho thấm dầu nhé. Rồi đây là thành quả của mình nè các bạn. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Miếng nào miếng đó rất là vàng. Ở đây mình sử dụng nước chấm là mình dùng tương ớt và sốt mayonnaise nha các bạn. Rồi bây giờ mình mời các bạn ăn cùng với mình nha. Wow, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Thì cách làm món đậu chiên xù này thì đơn giản như vậy thôi. Các bạn hãy tự làm tại nhà để thưởng thức cùng với gia đình nhé. Nếu các bạn thấy hay thì nhấn like và chia sẻ giúp mình nha. Cảm ơn các bạn.